Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 50 đơn vị tổ chức, trong đó có vi phạm về chậm đăng ký biến động đất đai đối với đơn vị tổ chức, ban hành và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với 49 đơn vị tổ chức thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền trên 2 tỷ 600 triệu đồng. Các đơn vị bị xử phạt không chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Liên xanh Lever Việt Nam có địa chỉ tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào bị xử phạt 726 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đức Thiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng keo, băng dính tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm bị xử phạt 210 triệu đồng. Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viclastara Yên Mỹ bị xử phạt tổng cộng 800 triệu đồng do có hành vi san lấp mặt bằng dự án trái phép và lấn chiếm đất trồng lúa. Công ty cổ phần Sa Hưng Hưng Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Thành Sơn ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, mỗi đơn vị 200 triệu đồng vi phạm tự ý san lấp mặt bằng khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngoài bị xử phạt hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra kiểm tra, khắc phục hậu quả và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.